Các bạn ơi, các bạn muốn biết cách làm để thông minh không? Nhút nhát quá, phải làm sao? Để tự tin. Không khó lắm đâu. Còn mình muốn các bạn sẽ sống yêu thương mỗi điều nữa. Còn mình rất là tâm sự với gia đình. Bé yên tâm, có rất nhiều cách để làm ba mẹ và đó là những điều chúng con muốn gửi hết lại tại thất số người đó. Xin chào quý vị khán giả, đây là talk show người lớn thu nhỏ. Chắc là quý vị đang thắc mắc talk show này dành cho ai và sẽ nói về điều gì, đúng không ạ? Đây là một chương trình do Hát Show Kids phối hợp cùng BHT Media thực hiện. Đây là một chương trình mà chúng tôi muốn ở nơi đây các bé sẽ có dịp nói lên quan điểm của mình, nói lên những cái suy nghĩ của mình về rất nhiều những cái khía cạnh trong cuộc sống, ví dụ như là sự tự tin, ví dụ như là sự ích kỷ, đó, vân vân. Rất nhiều những câu chuyện từ vui cho đến nhiều cái điều góc khuất của thế giới tuổi thơ. Và chúng ta sẽ cùng trao đổi để chính quý vị phụ huynh và cũng như các con đang xem qua màn hình, cũng như đang xem trên kênh YouTube của Hát Show Kids và nhiều phương tiện truyền thông khác, chúng ta sẽ biết rằng mình có đồng minh, con cũng giống giống các bạn này nè. Và con mong được người lớn thấu hiểu, và người lớn sẽ biết được rằng con nít bây giờ cũng đã lớn rất là nhiều. Và đó là lý do người lớn thu nhỏ ra đời. Và tôi là Bá Tăng Minh Hiếu, cũng là một người thầy, hy vọng là sẽ kết nối được quý vị với lại các khách mời ngày hôm nay. Và dĩ nhiên, chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về điều gì ta? Bây giờ chú Minh Hiếu thử làm một cái động tác, các con đoán thử coi đây là chủ đề gì nha. Đoán được không? Sẽ có bạn trả lời là sợ hãi, đúng không? Sẽ có bạn trả lời là nhút nhát, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chờ xem câu trả lời chính xác là gì qua phần gặp gỡ một vị khách mời ngày hôm nay, một thiên thần trong lòng của chủ Minh Hiếu, đó là Thúy An. Xin chào quý vị khán giả. Chào Thúy An. Ngày hôm nay ngồi nói chuyện với một bạn nhỏ thì phải nói là chú Minh Hiếu cảm thấy cũng có hồi hộp á. Bởi vì xưa giờ mình nói chuyện với con nít á, mình hay phải cẩn thận để mà truyền đạt cho các bạn nhỏ những cái câu từ nó hay nhất, mà nó phải mang tính giáo dục nữa, thưa quý vị. Vậy thì ngày hôm nay Thúy An có điều gì muốn giới thiệu về mình cho quý vị khán giả biết nè? Xin chào quý vị khán giả, mình là Thúy An. Năm nay mình 9 tuổi. Và hôm nay mà khi mà mình đến đây thì cảm giác của con hơi có một chút hồi hộp. Sao hồi hộp vậy? Dạ, thì lần đầu tiên nên con cũng có một chút hồi hộp. Ôm bạn này cho đỡ hồi hộp, nhìn mặt dễ thương ghê chưa? Nhìn bạn này là cảm thấy là rất là tự tin luôn. Và con biết vì sao bạn ấy có gương mặt vui sướng vậy không? Bởi vì bạn ấy đã dám làm và có được một cái cảm giác gọi là chinh phục á. Chú Minh Hiếu cảm thấy được cái điều đó. Nhưng trước khi có được cái điều này thì mỗi chúng ta đều đã từng trải qua một cảm giác tên là nhút nhát. Và cô bé này có một cái hành trình cũng khá là đặc biệt, vì đã từng trải qua một cái sự nhút nhát rất lớn trong tâm hồn của mình. Bây giờ đầu tiên chú Minh Hiếu muốn hỏi Thúy An, con nghĩ nhút nhát là như thế nào? Dạ, con nghĩ nhút nhát là mình chưa có tự tin nói lên ý kiến riêng của mình. Giống như một bài mình có thể làm được, và mình nghĩ là mình có thể nắm chắc được phần thắng luôn, là có thể làm đúng luôn. Nhưng mà do là mình quá nhút nhát luôn rồi, không có dám nói với cô. Nên là trong lớp đó, cô chỉ nói những cái bạn đúng ra thôi, còn mình thì sẽ không có được kinh nghiệm trước lớp. Vậy là bị mất cơ hội thể hiện, đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu như vậy á, theo con nha, nhút nhát nó có những cái biểu hiện như thế nào? Dạ, nhút nhát thì thường sẽ có các biểu hiện là rụt rè nè. Khi mà nói chuyện với một người nào khác á thì sẽ bị nói nhỏ. Với lại là lúc nào nói thì cũng cái rung đúng mà rồi. Nói còn hơi bị vắt nữa. Nhưng mà nếu như mà ra ngoài mà đi với ba mẹ thì cứ bám với ba mẹ hoài thôi. Giống như cái hành động lúc nãy chúng mình Hiếu làm, nó gịch vậy nè. Đó. Dạ. Vậy thì theo con á, cái việc mà nhút nhát á với cái sự mắc cỡ, ngại ngùng á, nó giống nhau không? Hay là nó khác nhau chỗ nào? Dạ, thì con thì nó rất là khác nhau luôn.
Nhút nhát là mình sợ hãi, mình không dám làm. Còn ngại ngùng là mình dám làm nhưng mà mình bị mắc cỡ, mình ngại thôi. À, có nghĩa là chú Minh Hiếu giải thích thêm cho tụi con hiểu ha. Nhút nhát thì như những gì mà bạn Thúy An đã nói. Còn mắc cỡ nó nhẹ hơn nhút nhát nó xíu. Nhút nhát là nó bị tâm lý đó, tức là mình không dám làm, không dám thể hiện, mà mình xem cái điều đó là một cái con khủng long đáng sợ đang hiện ra trước mặt của mình. Qua mình mà nói là mình bị nuốt chửng, mình bị ăn thịt. Ủa, nhiều bạn tưởng tượng nhiều cái cao siêu lắm kìa. Còn mắc cỡ chỉ là đôi khi mình muốn làm nhưng mà mình nhường nè, hoặc là mình cảm thấy là ui mình làm cái đó thì nó có bị xấu xấu không ta, nó có bị chê ít ít không ta. Cho nên cả mắc cỡ và nhút nhát thì chú Minh Hiếu nghĩ là đều quên. Nên quên nó đi. Đúng không? Bởi vì đôi khi mắc cỡ một chút xíu thì người ta gọi là dễ thương. Nhưng đi đâu cũng mắc cỡ thì cũng mất cơ hội như là những bạn nhút nhát vậy đó. Quý vị có biết không ạ, ngày hôm nay khi mà Thúy An ngồi ở đây, một cô bé rất là tự tin, đúng không ạ? Và quý vị không nghĩ là cô bé này từng nhút nhát như thế nào đâu. Bởi vì Thúy An cũng là một trong những người học trò mà Minh Hiếu đã từng theo dõi từ rất là lâu. Vậy thì con có thể quay ngược lại quá khứ trên cổ máy Doraemon, nhớ lại Thúy An năm đó bao nhiêu tuổi ta và nhút nhát như thế nào? Con nhớ lại thì năm đó con học lớp 1 là khoảng chừng 6 tuổi. Lúc đó là mẹ con dẫn con đi ăn tiệc với công ty mẹ con. Nhưng mà lúc lên đó ai cũng thấy con dễ thương, hỏi là ủa con học lớp mấy, con tên gì. Nhưng mà con sợ quá, con chỉ nói nhỏ xíu không có ai nghe hết đó. Rồi con núp sau lưng mẹ con, mẹ con phải nói cho người khác nghe là con tên gì, con học lớp mấy. Rồi con đi cái buổi đó về con có vui không? Dạ có vui nhưng mà con có hơi sợ. Vui không có trọn vẹn. Bởi vì chú Minh Hiếu quan điểm vậy nè, khi mà chúng ta đến một nơi nào đó, chúng ta đừng chỉ đến để xem. Đúng không? Cho dù mình là một khán giả mình đi xem ca nhạc thì mình cũng có một cái nhiệm vụ rất là lớn, con biết là gì không? Dạ không. Vỗ tay thật là to để cho người đứng trên sân khấu họ cảm thấy là họ được tiếp thêm sức mạnh, vậy là chúng ta đã giúp đỡ cho một con người. Còn tới đó xem thì nghe xong về giống như mình ở nhà mình coi phim hoạt hình một mình vậy đó. Cho nên cái đó là điều mà chú Minh Hiếu cũng mong muốn truyền tải cho các con nữa. Rồi, vậy thì đối với lại Thúy An thì chúng ta đã biết được nhút nhát là gì và Thúy An đã từng nhút nhát như thế nào. Thì bây giờ chú Minh Hiếu cũng mong muốn Thúy An sẽ chinh phục một cái thử thách cuối cùng. Để chứng minh cho quý vị khán giả thấy là con đã vượt qua được sự nhút nhát và cái quá trình đó nó như thế nào. Bây giờ hiện tại điều gì làm con nhút nhát nhất không dám làm? Dạ hiện điều làm con nhút nhát nhất không dám làm đó chính là đứng trên một sân khấu và nói trước mọi người. Ủa, chú Minh Hiếu nghĩ là con ngồi ở đây con nói với chú Minh Hiếu và mọi người là con đã tự tin rồi chứ? Lý do con đứng nói với mọi người thì con sẽ cảm giác là bị run á, với lại con hay sợ sai nữa. Vậy thì bây giờ chú Minh Hiếu muốn con sẽ có thêm một cái thử thách chồng. Cái điều mà mình muốn nó đơn giản lắm. Chú Minh Hiếu muốn ra đề để cho bạn Thúy An bực phá cái điều đó luôn. Rồi bây giờ Thúy An sẽ giới thiệu một bài hát nào đó mà Thúy An cực kỳ thích. Và bạn Thúy An xưa giờ luôn luôn nghĩ là mình hát chưa có hay và mình không dám hát ở mọi nơi. Nhưng hát hay không bằng gì? Không bằng hay hát. Đúng rồi, chú Minh Hiếu cũng hát đâu có hay đâu, mà chú Minh Hiếu thể loại nào cũng biết hát nha. Để chi? Mình đi sinh nhật bạn, mình làm MC có đôi lúc mình cũng phải hát chứ. Chứ chả lẽ câu giờ cái mình đứng mình cười đâu được, đúng không? Rồi, bây giờ Thúy An hãy thử ngồi giới thiệu một bài hát và hát tặng cho mọi người luôn. Tự giới thiệu bài hát đó nha. Bài hát gì đây ta? Con thuộc bài Cả Nhà Thương Nhau không? Ba thương con thì con giống mẹ đó. Dạ thôi. Rồi mời con giới thiệu ngắn gọn về bài hát đó rồi tự hát luôn. Bài Cả Nhà Thương Nhau thì nói lên tình yêu thương của ba và mẹ dành cho cái gia đình của mình hoặc là dành cho con của mình. Và bây giờ? Và bây giờ thì An xin hát tặng quý vị khán giả bài hát. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười. Đó, con hát cũng đúng nhịp chứ bộ. Hát đúng nhịp là một trong những bước thành công để trở thành
ca sĩ tương lai đó. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ trước khi khép lại chương trình, con đã vượt được thử thách rồi. Vậy thì con hãy gửi một lời động viên đến quý vị khán giả để các bạn có thể tự tin và vượt qua được sự nhút nhát của mình đi nào. Các bạn ơi, các bạn đừng có lo là mình làm sai hoặc là lo là mình làm chưa đúng. Bởi vì ai thì cũng sẽ có lúc sai. Các bạn chỉ cần cố gắng thì vượt qua hết sức của mình là các bạn sẽ thành công. Đúng. Và chú Minh Hiếu cũng bổ sung thêm là khi mà các con nghĩ tới việc là mình làm bất cứ một việc gì đó, mình đừng có sợ sai. Mình hãy nghĩ là khi mình làm bất cứ một điều gì đó, không có cái gì trên đời này là hoàn hảo, không có cái gì trên đời này là 10 điểm hết. Mình chỉ cần 9 điểm thôi, hoặc thậm chí giỏi lắm là 9 điểm rưỡi là đủ để mà mình cố gắng thêm. Chứ đôi khi mình mà 10 điểm hoài mình bị chủ quan đó, đúng không ạ? Cho nên ngày hôm nay với câu chuyện sự nhút nhát thì chúng tôi chia sẻ những cái quan điểm nho nhỏ với một cái không khí nó nhẹ nhàng, nó dễ thương với Thúy An thôi. Hy vọng rằng là các con cũng đã tìm ra được một cái bí quyết giúp cho mình để mà mình thể hiện bản thân mình nhiều nơi hơn, ba mẹ sẽ nở nụ cười nhiều hơn. Và bây giờ talk show Người Lớn Thu Nhỏ với chủ đề sự nhút nhát của Bá Tăng Minh Hiếu và Thúy An xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.